sớm mấy mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 10 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ như Pháp thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, con kính tri ân quý ngài và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022 Phật lịch 2565. Bài học tương ưng bộ Samyutta Nikaya bài 8. Khi bậc thánh ca ngợi bậc thánh, kinh Sri Subhachala. Sri Subhachala Suttang, chương 5 tương tỳ kheo ni. Do ngài hòa thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính lãnh lễ ung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân Bích Đánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thì thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, con kính tri ân sư. Bài học hôm nay môn tương ưng bộ Samyutta Nikaya bài 8, khi bậc thánh ca ngợi bậc thánh. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Bích Đánh ngài. Bậc thầy, cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư Thịnh Vân Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa với tôn nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh liên quan đến vị tỳ kheo ni Sri Subhachala. Nội dung của bài kinh này cho chúng ta một điều là cách mỗi người tán thán ca ngợi
Đức Phật khác nhau. Thường thì đối với phàm phu chúng ta, thì chúng ta không có rõ biết về Đức Phật, bởi vì chúng ta phải là một thánh như Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta tán thán, chúng ta ca ngợi Đức Phật, thì chúng ta chỉ dựa vào kinh điển hay là kinh Nhật hành mà chúng ta học thuộc và chúng ta tán thán như vậy thôi. Cho nên có lẽ là chúng ta tán thán giống nhau, nhưng mà riêng về các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, những bậc cũng đã đạt đến độ tự giải thoát, những bậc đó, những vị có cái nhìn về bậc đạo sư, ngưỡng mộ bậc đạo sư khác khác nhau, cho nên các ngài có cái sự ca ngợi tán thán khác khác nhau. Khi mà gặp dịp để tán thán, vị tỳ kheo ni Supachala này cũng đã có cái lời tán thán Đức Phật để cho Mập Ác Ma nghe, nói lên rằng là ngài đã ưa thích giáo pháp của Đức Phật là như vậy đó. Đây cũng là một điều tuyệt vời. Và chúng ta thấy cái tán thán của bậc vị thánh đệ tử đối với bậc đạo sư cũng là bậc thánh. Bậc thánh tán thán bậc thánh đó. Trong đó rõ ràng là cái vị đệ tử đó cũng đã nếm được hương vị giải thoát mà bậc đạo sư đã chỉ dạy, cho nên cái lời tán thán đó nó có vẻ xác thực và đúng là như vậy, chứ không phải là dùng những mỹ từ để mà mình ca ngợi như hạng phàm phu chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ có bài học này. Cho đến giờ này thì không thấy có thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư trong ngày hôm nay, nhưng mà được thấy có thượng tọa Pháp Tân. Không biết có phải là thượng tọa Pháp Tân điền khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng trong ngày hôm nay hay không. Ồ, như vậy thì bây giờ xin mời cô Dược Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó để có thể cùng thỉnh thượng hòa thượng giác đẳng ở điện khuyết cho một phần, rồi chúng tôi sẽ có thể giúp thêm một phần nếu như mà có thể được. Xin mời cô Nhật, cô tu nữ Diệu Pháp. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin được đọc phần chánh kinh. Bài 8. Khi bậc thánh ca ngợi bậc thánh, kinh
Sì su bá trà là Sì su bá trà là su tăng. Chương 5 tương ưng tỳ kheo. Không ít người xưng tán Đức Phật với vô số mỹ từ. Tuy vậy, phần đông ca ngợi Phật với sự ca ngợi của phàm phu. Kinh điển ghi lại một số lời xưng tán bậc đạo sư từ những thánh đệ tử. Đọc kỹ những đoạn kinh này cho thấy sự khác biệt giữa hai cái nhìn. Đối với phàm nhân, rất khó phân biệt giữa sự thể hiện chánh tín và tín ngưỡng dân gian. Thí dụ, sự khác biệt trong việc lễ bái Bồ Đề và sự sùng bái ngẫu tượng. Khó phân triết lý viễn dông với những ý nghĩa thâm sâu của chánh pháp. Chỉ có bậc thánh mới thật sự hiểu và kính trọng bậc thánh. Kinh văn. Tại sao quá thi? Sau buổi sáng, tỳ khưu ni si su bát cha la đắp y nghỉ ngơi buổi trưa dưới một gốc cây. Ác ma đi đến tỳ khưu ni si su bát cha la và nói: Này tỳ khưu ni, nàng thích dị giáo của ta. Này bạn, tôi không thích thú dị giáo của ai cả. Vì nàng cạo tóc, mang hình bỗng, mang hình tưởng sa môn, nàng không thích dị giáo, sao sống như vô hồn. Sì sư bát trà là những ngoại đạo dị giáo tin tưởng vào tà kiến, không thích tín ngưỡng, thiếu tin tưởng chân pháp. Có đấng dòng họ thích bậc đại giác vô song, thắng tất cả ma quân, nhất thiết xứ bất bại, giải thoát không vướng mắc. Bậc pháp nhãn toàn tri, mọi nghiệp hữu chấm dứt, thoát tất cả sở y. Thế Tôn, thầy của ta, ta hoan hỷ pháp ngài. Ác ma biết được tỳ khu ni si su bát cha la đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay tại chỗ ấy. Thích văn căn nu út đít sa môn đà sĩ vì ai nàng thí pháp sa ma ni vi a đít sa sĩ mang hình tướng người tu na cha rô chề sĩ bà sằng đằng chi mi qua cha ra si mồ mù hà tí không tin vào dị giáo thì sao lại sống kiếp tẻ nhạt mê muội thế. Ito Bahitha Bà Sành Đà, những người theo ngoại đạo dị giáo Đích Thi Su Bà Sì Đàn Tí Tê, họ chỉ tin vào kiến chấp Na Tê Sàng Thầm Măng Rô Chê Mi, ta không tin tưởng gì đạo của họ. Tê Thầm Má Sa A Cô Quý Đà, vì họ không hiểu rõ chân pháp. Atiyasakuato có một bậc sanh trong dòng sách giá Buddha Apati Phutgalo Phật Bà là đấng vô song. Sabba Vipu Ma Ranuddo bậc toàn thắng ma vương. Sabbathama Chito bậc bất bại trong mọi cảnh giới. Sabbath Thamutto Asito hoàn toàn không vướng mắc. Sắp bằng Basatichat Kuma đấng pháp nhãn thấy tất cả pháp. Sắp bắt cầm Mát Khai Văn Bát Tô bậc đạt đến mức độ tận diệt nghiệp hữu. Vimutto Athisan Khai Về không còn hệ lụy với sở y. Sơ mày hằng phá gà hòa sát thà Đức Thế Tôn ấy là thầy của ta. Ta sát rờ chê mi sa sa nát sa nàn tị ta hoan hỷ giáo pháp của ngài. Thích nghĩa tỳ khưu ni
Sri Subhacha là em gái út của ngài Sariputta. Xem chú thích bài kinh trước. Chữ ba sanh đá thường được chỉ cho người ngoại đạo hay những người theo tín ngưỡng dân gian. Trong ngữ cảnh của lời nói ác ma nên hiểu là người theo dị giáo như chữ Chusit trong Anh ngữ có nghĩa là người hành trì giáo điều sai lạc với cuồng tín. Theo sớ giải thì cụm từ Sapakkhammat khá giá đoạn tách của nghiệp hữu chỉ cho quả vị vô sanh ứng cúng và cụm từ Vimutto Upatthisan khá dê giải thoát mọi sở y chỉ cho Niết Bàn. Bài học hôm nay do Hòa Thượng Giác Đạt dịch và biên soạn giáo trình. Dạ, để con coi coi Cần Tọa có Pháp Đăng có vào không. Dạ, con chưa thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vào. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Giác Đạt từ bi điều khuyết cho Thượng Tọa Pháp Đăng ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giáo. Kính đại lễ Hòa Thượng Thầy Sư, đại lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đồng vào chúng tôi khi xin tổ pháp đăng vào quý vị còn nghĩ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, câu chuyện của Tỳ Kheo Ni Sisupachala cũng tương tự như nhiều câu chuyện mà chúng ta được nghe gần đây, nói về trường hợp của một số các bậc thánh ni ở trong lúc mà ngủ nơi thanh vắng ở trong rừng sâu thì ác ma đến quấy phá. Mặc dù câu chuyện có phần tương tự nhau nhưng mà có một điều rất là lợi ích cho chúng ta là mỗi một câu chuyện đó qua cái lời thoại và qua những gì được nói lên bởi ác ma và cái trả lời của các vị, trong đó cho chúng ta nhiều cái ý nghĩa hết sức là có giá trị về sự suy nghiệm Phật pháp ở trong đời sống hàng ngày. Riêng trong câu chuyện ngày hôm nay đối với thánh thì Sisupachala thì ác ma đã nói lên một điều mà ác ma có vẻ như là muốn công kích, chế giễu thánh ni khi mà thánh ni mang cái hình tướng của người xuất gia, đó là cạo tóc đắp y cà sa ở trong cái tăng tướng của vị sa môn của một người tu hành. Và ác ma đã nói một câu nói có cái tính bài xích, đó là thánh ni lự ưa thích dị giáo nào. Cái chữ dị giáo là một cái chữ mà ngày nay tương đối rất là phổ thông. Chúng ta ngôn ngữ của xã hội gọi là cult, tức là cái phong trào dị giáo, hay là cultist, tức là những người theo dị giáo. Ngược lại với những người theo giáo số phong trào thì họ mang nặng tính cách cuồng tính, họ một cái nhốt cái thì chỉ do chữ ngoại đạo ở đây tại đây, bởi vì ác ma thì không thể dùng chữ ngoại đạo được. Ác ma đâu có nằm ở trong Phật giáo được mà gọi là ngoại đạo. Do đó chúng ta dùng cái từ Dạ thưa có thượng tọa pháp đăng vào bậc ngài. Dạ vâng. Dạ xin thỉnh thượng tọa pháp đăng bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay, xin thỉnh thượng tọa.
mà quý thần thầy giả siêu thì là thượng nhất giới cùng pháp tăng thân tâm minh hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị cô tu nữ thần trà phật tử. Hồi nãy giờ thì vòng hoài, bây giờ thì đã vào được rồi. Tri ân ngày hòa thượng đã điện khuyết cho con một chút. Thì bữa hôm nay thì mình học về cũng một cái bậc thánh mà Bách La, một vị thánh ni, và có phải là bài học đó không quý vị? Thì bạn mới có phải bài học này thì theo cái chúng ta thấy cái vị hello dạ con thỉnh thường tạo phát đăng cầm mic trở lại ạ. Dạ đạo tràng chúng con hết nghe được từng pháp đăng rồi, con cung thỉnh sứ cầm bích trở lại ạ. Dạ chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp đăng cầm bích ạ. Alo. Dạ, nghe lại thằng, nhưng mà đường nét nó rất là yếu quý vị, thành ra không có biết nó rất là dễ coi như Quỳnh đã cầm rồi thấy cái gián đoạn liền. Không biết là chúng tôi nói quý vị có nghe được hay không. Nghe coi như Quỳnh nói thì cũng không có liên tục nữa. Rồi nếu mà nghe được thì Sư Sú Bát Cha La mà nghỉ dưới gốc cây thì chúng ta thấy rằng ác ma đi đến nói với cái vị thánh ni là thích cái vị giáo của ai. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng trong cái truyền thống của Đức Phật mà lại còn bị chọc ghẹo như vậy. Thật sự ra đó thì chúng ta biết rằng ác ma thì tìm đủ cách để mà chọc ghẹo. Và thường thì chúng ta biết rằng một cái thiện nghiệp công đức mà để sanh làm vị thiên thiên ma đó là những cái thiện sự công đức mà vị đã làm trước đó, và sau đó thì cho sanh lên để làm vị chư thiên ma, chư thiên. Và vị này mình gọi là ma vì cái tâm của vị đó chưa hết phiền não, nên cái tâm của vị đó khi mà không có hết phiền não thì những cái phiền não đó làm cho những vị đó có những cái cách chọc ghẹo, phá phách đối với những cái người tu hành. Thì chúng ta biết rằng thì chọc ghẹo thì dùng nhiều cái phương cách, nói hỏi nhiều cái cách, mà chúng ta thấy rằng trong cái phẩm tương ưng này đó thì chúng ta thấy rằng những vị tỳ khưu cũng có, tỳ khưu ni cũng có, rồi Đức Phật cũng có, và những cái vị cư sĩ cũng gặp những cái trường hợp này chứ không phải là không. Thì chúng ta hiểu rằng ở đời có một con người đó, khi mà gặp ai mà
mà không có đồng cái với mình đó, thường thường hay chọc ghẹo hay là phá phách, thì chuyện này là chuyện mà cũng như là tâm và những bí thường quen đó, thì mình chấp nhận. Nhưng mà những gì mà nó không quen không thường với mình đó, thì mình hay tìm cách này cách nọ để mình công kích hay là mình xiên xỏ này kia nọ. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cứ bình tâm lại giống như bản thân của chúng ta vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta biết tu tập đó, thì chúng ta lại có cái sự tìm cầu, tìm cầu những cái bậc bí, những người chân nhân, những cái vị mà tu hành có đức hạnh, chúng ta để tìm cầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà lúc mà chưa biết đó, thì tâm tư của chúng ta đó, thấy cái gì mà nó lạ đó, thấy cái gì mà nó không đúng với cái tâm tư của mình đó, với cái quen biết của mình đó, thì thành ra mình thấy nó rất là sốc, thấy thường thường. Thì chúng ta biết rằng tâm của chúng nó có một là thích, hai là không thích. Thì cái thích đó, thì thường thường theo quen, theo cái tánh mình, vừa theo cái ý mình, thuận theo cái phong tục tập của mình. Những cái không thích đó, thì nó không có theo cái xu hướng của mình, nên mình có những cái phản ứng. Và những cái phản ứng đó thì tất cả chúng sanh ai cũng bị như vậy, chứ không phải riêng một người nào. Như vậy thì ác ma nghĩ rằng những cái dị giáo hay là những cái ngoài cái gì mà ác ma nghĩ. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật hay là đối với con đường bát chánh đó, thì ngoài con đường bát chánh thì chúng ta gọi là ngoại đạo, hay là chúng ta gọi là dị giáo, là không đồng với cái tông chỉ của mình. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài thuyết giảng về những cái loại tà kiến. Và những cái loại tà kiến này là sao? Dựa vào cái gì sai lầm và tham chấp những cái gì mà dính mắc, và tạo thành một cái kiếp sống luân hồi mù mờ tăm tối, và không có định hướng để tiến bộ. Còn một cái người mà có tu hành đó, thì phải lập tâm từ tu tập giới định tuệ bát chánh, cái đạt tánh cần phải trải qua một cái thuộc về tuệ phần, chánh tánh, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần. Thì mai giữa cái tri kiến chánh đạo đó để diệt trừ cái tà kiến ngoại đạo, hay là cái tà kiến của cái tư tưởng của chúng ta. Bởi bình thường chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta có đó, chúng ta có những cái tưởng điên đảo, chúng ta cũng có những cái tâm điên đảo, và cũng có những cái kiến điên đảo. Cái tưởng điên đảo là chúng ta tưởng cái tưởng không có cái khuynh hướng chân chánh. Những cái gì vô thường chúng ta nghĩ là thường, những cái gì khổ chúng ta cho là lạ, những gì vô ngã chúng ta cho là ngã, những gì bất tịnh chúng ta cho là tốt đẹp. Thật sự là chúng ta thấy rằng cái thân tâm của chúng sanh đó, luôn bị cái sự sanh tử, luôn bị thời gian thay đổi, và cái sự bức bách của danh sắc, sắc quẩn này, như là đói khát, nóng lạnh, rồi bệnh hoạn, rồi thời tiết, bởi gặp nhiều cái sự bức bách. Mà hiện giờ chúng ta thấy rằng đói khát hay là thiếu thốn năng lượng, thiếu thốn áo quần, thiếu nước men, thì đó nó luôn là cái thân sinh ra. Thì hay là mà tê tha, mình cứ bỏ, mình suy xét về đúng đắn về cái danh sắc hay cái thân tâm này, cái sự vay mượn của vật thực, vay mượn của nhiều cái điều kiện để mình có hiện hữu này. Cái sự đó thì chúng ta biết, chúng ta vay mượn là từ vật thực,
nước uống, y phục, chỗ từ mình có nấu nướng hay có để thắp sáng sáng hay là có để mình giao tiếp này cái nọ, thì những cái điều đó là chúng ta đều là giấy mượn. Thì những cái người mà họ có cái quyền thì họ chấp cái đó, coi là cái đó thường hằng. Sự Đức Phật ngày cho chúng tất cả những cái đó điều kiện có được, có những khi mình trật trục trặc đến đây, ví dụ chúng ta thấy rằng chiến lũ hoặc là những cái điều đi mát cái cuộc sống của mày đó, thực sự lúc thời thì cái bài thượng tọa đăng trong lớp học không còn nghe âm thanh của thượng tọa nữa.
Chứ kính bạch hòa thượng nhất đẳng, đường truyền của thượng tọa Pháp Đăng dường như đang gặp sự cố. Những người có ở trước mắt kính thỉnh ngài tiếp tục ngài điện khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng. Chúng con đã thấy thượng tọa Pháp Đăng trở lại vào lớp học, nếu cầm mic được thì kính thỉnh thượng tọa tiếp tục thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dù một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con không ạ? Nếu nghe được kính thỉnh thượng tọa cầm mic tiếp tục thuyết giảng học ạ. Dạ, nét yếu quá. Dạ bạch hòa thượng nhất đẳng, là nét của thượng tọa Pháp Đăng đang gặp sự cố, kính cung thỉnh ngài tiếp tục cầm mic ngài tiền khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng về học ngày hôm nay ạ. Alo. Một cái người có ngày càng nhất
Hello. Cái đường nét bữa nay nó quá yếu quý vị. Thành ra chúng ta là chúng tôi thấy nó bị là nó đã không còn nghe nữa. Như vậy á, thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngày dạy mà khi mà ngày dạy ngày thuyết giảng chánh pháp đó, ngày dạy những vị trưởng lão, những cái vị mà tu tập đó trải qua cái sự sự khó khăn, cái sự mà gian nan đó, thì chính là những cái thành đạt, những cái thành quả mà mình vượt qua. Bởi thường thường á, chúng ta thấy rằng á, một cái thế lực ma đó, thì luôn luôn mình gọi là ma là một cái thế lực mà gọi là không có đồng với cái quan điểm tri kiến của mình, nó không đồng với cái đường lối giải thoát của các bậc thánh. Thành khi mà chúng ta chọn cái con đường theo các bậc thánh đó, thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái mà luôn cả những cái phong tục tập quán, những cái tôn thờ hiện tại đó. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật ngày thành Phật ấy, ngày mở ra con đường bát chánh đạo đó, chỉ có một mình ngài đó, ngài là ngộ, ngài đã thuyết giảng đó để cho những người có cái duyên lành đó tu tập để khai ngộ cái con đường thành đạt cái con đường bát chánh đạo đó, và tiếp tục truyền giải con đường đó cho những cái người, thì ai cũng phải càng lâu dài trên cái đường tu tập đó, thì càng có nhiều cái sự kinh nghiệm mà trải qua trong cái thời gian mình tu tập đó. Như vậy thì Đức Phật ngày đã thuyết giảng, và ngày thuyết giảng cái con đường mà phải vượt qua đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái bài kinh Phật ngày dạy xuyên qua, mà chúng ta thấy như là những bài kinh trạm xe, những bài kinh mà nói qua từng cái giai đoạn. Thì như vậy thường thường chúng ta thấy rằng một cái người khi mà lớn giống như mà chúng ta nhìn như một biết bao, nhưng mà rồi cái cây cổ thụ đó nó vẫn từ nhỏ lớn lớn rồi từ từ nó to tồn tại, và nó những cái cổ thụ nhưng mà rồi những cái ngọn gió đó nó cũng không phải vì cái cây cổ thụ đó mà gió không có quần quật cổ thụ đó, nó vẫn quần quật giống như là cái cây nhỏ thì nó chịu cái sức gió nhỏ, nhưng mà cái cây lớn thì nó vẫn chịu sức gió lớn. Chúng sanh đó, thì tu tập cho đến lúc nào đó mình đạt được cái nội tâm mà bất động. Bất động có nghĩa là đối với những tha nhân, từ mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm đó, mà mình ly khai được những cái tha nhân mà họ gây ra cái sự xung đột với mình, mà mình có thể bình tâm suy xét và mình có thể vượt qua được. Cho đến lúc nào đó cái tâm mà giác ngộ giải thoát, cái tâm bất động đó, đó đã được mình gọi là những cái tâm đạo, những cái tâm đạo sinh khởi để trở thành những vị thánh tu được quần tứ đà hàm an hàm ấy an quả. Nhưng mà rồi thành một cái bậc thánh như là các bậc thánh ni này đó, thì cũng vẫn bị ma đó, cũng như là tìm cách này cách kia để chọc ghẹo, hoặc là để trêu ghẹo, hoặc là để xuyên xỏ những cái chuyện này chuyện kia đó, thì không thể nào mà chúng ta không có. Bởi vì tâm chúng ta thường thường biết cảnh, và những cái cảnh đó nó không phải là những cái cảnh nào cũng vừa lòng chúng ta. Có những cảnh nó không vừa lòng với chúng ta, và có những cảnh đó, nó là những cái sự trở lực, những cái trở lực. Nhưng mà rồi cái tâm chúng ta đó phải có một cái sự định tĩnh, tâm chúng ta phải có một cái sự sáng suốt để nhận định, để biết được những cái đối tượng nào, những cái thế lực nào đang gây trở ngại cho mình. Chỉ có khi nào đó mà Đức Phật ngày đã thuyết giảng và các cái bậc đó đã tu tập, mà khi nào thoát khỏi những cái gì mà mình vướng mắc, mình gọi là vướng mắc vào những cái thấy nghe ngửi nếm đụng đó, xúc chạm suy tư đó, mình phải vượt qua được, mà tâm của mình nó khéo vượt qua,
Thì như vậy đó, mình gọi là kéo vượt qua, vì mình hiểu được cái, những cái gì dính mắc đó, đó là tham ái, những cái gì mà bất bình, khó chịu đó là những sân hận. Và những cái gì mà không thấu, không hiểu biết, không có tường tri đó, đó là những cái sự si mê. Nó cũng không phải là cái sự sống và cái đời sống phạm hạnh. Cái sự sống có lợi ích và đời sống có phạm hạnh đó là luôn phải nhận định được, nhận định được những cái thế lực, những cái thế lực đó từ bên nội tại hay là từ bên ngoại tại, từ bên trong hay từ bên ngoài. Thì một cái người đó cũng phải có một cái bình tâm để mà thấy, suy xét được như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị thánh ni này đó đã biết được ác ma, và ác ma đó thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày thì luôn đến chỗ này đến chỗ kia, hay tìm cách này tìm cách kia để khuấy rối. Thường thường mình gọi là, mình nói cái giống như là một cái ác ma, là chúng ta hiểu rằng một cái tâm mà khuấy rối những cái đối tượng mà mình thấy và mình cảm nhận được những đối tượng đó, mình khuấy rối. Thường thường thì dùng thường chúng ta hay nghe nói rằng các vị tiền tông hay nói rằng đạo cao nhất sức, ma cao nhất trưởng đó. Mình tôn chút đó, thì ma nó lại phá phách mình nhiều một chút. Thì điều đó thật sự là như vậy, xưa và nay như vậy hết, không phải bây giờ mình tu đó mình mới gặp như vậy, và những vị không gặp như vậy, nó không phải. Bởi thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng tâm và cảnh, tâm là tâm của chúng ta, cảnh là cảnh ở bên ngoài, và những cái gì mắt thấy thì đối tượng đó là cảnh sắc là những cái hình thức của người khác, không phải là mình. Mà hay là dù là người khác hay là thì cũng là những cái sắc, là sắc thôi. Những cái âm nào thì mình cũng nhìn đó, là cái hơi, những cái vị vật thực thì những cái sự xúc chạm của thân mình, hay những cái pháp mà nó duyên khởi từ các cái cảnh đó, mình cũng phải suy xét. Và mình cũng không chạy theo, vì mình biết rằng các cái đó chỉ là cái sự đối đãi của các cái pháp hữu vi, và cái dòng tâm sanh khởi đó để ứng phó như thế nào gọi là khôn khéo, có trí tuệ, khôn ngoan và có thể thấu triệt được. Đó là cái điều mà Đức Phật ngày dạy. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu tập đó, giống như mình niệm pháp đó, mình phân ra căn cảnh và thức. Rồi những cái đó là nó thuộc về tham dục cái, là sân độc cái, là hôn thì cái, đạo hối cái, hoài nghi cái. Thì những cái đó là những cái nội tại bên trong hay bên ngoài, những cái thế lực đó nó gây ra cái tâm mình bất an, cái tâm mình bất ổn, cái tâm mình bị phóng túng, hoang duyên. Cái tâm mình nếu không có thu thúc thì nó sẽ bị cuốn hút, nó cuốn hút. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị thánh ni này đó đã biết được cái ác ma, và nàng cũng nói rằng nàng không có tin vào cái dị giáo nào, có nghĩa là ngoài cái tôn giáo hay là ngoài cái con đường bát chánh. Bởi thường thường chúng ta hiểu rằng cái con đường bát chánh đạo là cái con đường mà các bậc thánh đã đoạn trừ cái phiền não nội tâm, để dứt trừ những cái phiền não nội tâm đó. Thì cái con đường bát chánh đạo và được Đức Phật ngày dạy đó, nó là giới định tuệ, hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định. Thì cái con đường đó được chia ra là giới định tuệ, là một cái đời sống phạm hạnh luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, và luôn luôn có thức tỉnh, và luôn luôn đó có cái sự ứng xử nhu nhiếm mềm mại, và vượt qua được những cái sự trở ngại, những cái sự trở ngại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nàng trả lời, nàng có theo, nàng cũng không có tha thiết những cái kiếp sống luân hồi, vì nàng biết được cái vị thánh ni thì biết được cái sự luân hồi là cái sự đau khổ, sự luân hồi là một cái sự ứng xử giống như một cái mình nói chung giống như một cỗ máy, và các cái nhông
nó quay quần thôi. Thì con người nó có cái điểm giống như là phiền não tham sân si, nó quay quần giống như các cái nhông, nó ma sát vào những cái nhông khác để nó di truyền ở trong cổ máy. Thì chúng sanh khi mà ứng xử căn cảnh mà thức đó, thì nó giống như vậy. Và cái mục đích của cổ máy đó là những cái thành quả để giúp ích cho đời. Một cái kiếp sống của con người đó, cái kết quả là cái sự giác ngộ giải thoát, liễu tri, cái sự ứng xử, cái sự sanh khởi của các cái pháp hữu vi. Vị đó phải hiểu được như vậy. Và chỉ có khi nào hiểu được như vậy đó, thì vị đó đó tự mình chứng ngộ, tự mình theo cái lời dạy của Đức Phật, không có theo một cái vị giáo nào, có nghĩa là không có theo gì. Vị đó biết được cái sự thật tâm của mình và biết được mình để vượt qua các cái phiền não nội tại, cái sự trở ngại bên ngoài, hiểu được như vậy. Thì chính cái vị thánh đã trả lời cho ác ma như vậy. Nàng cũng không có theo vị giáo sống, và nàng cũng hiểu họ được cái cha hay là Đức Phật Gotama đã tỏ ngộ, và Đức Phật đã đó là tối thượng y đã trị lành những người bệnh nhân đó, muốn thoát khỏi những cái căn y theo cái vương này, y vương điều những cái căn bệnh đó, nó là một cái căn bệnh lâu dài, một cái căn bệnh tiềm ẩn, những cái bệnh nhân đã và y cứu và cái sự điều trị của bậc thầy thuốc. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng Đức Phật bậc đại y vương, và thì nương thật đó, nước này đã biết được các cái dược tánh cũng như các cái pháp mà cái thuộc tính pháp, cũng biết được ngài biết những cái gì mà và cái con đường mà để chấm dứt cái đạo lộ cuối cùng trong cái đạo lộ luân hồi sanh tử này, để tỏ ngộ được niết bàn, để chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi đấy. Như vậy thì nàng đã quan hỷ với cái giáo pháp của bậc đại giác như vậy, chứ nàng không có có theo vị giáo của nàng cũng không chấp nhận giáo khác, vì nàng đã hiểu biết và đã có cái khuynh hướng tu tập theo cái con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vị thánh ni này là em gái út của ngài Sariputta. Thì chúng ta biết rằng ngài Sariputta, mẹ của ngài đó thì theo đạo Bà La Môn, nhưng mà thật sự ra thì anh em của ngài đó đã được có cái duyên túc duyên với nhau. Và khi mà một vị mà đi trước đó, như là ngài Sariputta, ngài đã chứng ngộ được trở thành vị tỳ khưu đệ nhất về trí tuệ đó, thì cái sự gần gũi, cái sự thân cận đó, đặc biệt là các bậc thánh, thì cũng như một cái người mà có một cái người kế bên để chỉ dẫn tường tận, thì rất là dễ dàng thấu đáo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với người có duyên đó, đối với người có duyên và đối với cái người mà thực hành trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật đó, như là các vị thánh ni này đó, các cái duyên lành trong nhiều kiếp đã tụ lại để kiếp sống cuối cùng trở thành cái bậc giác ngộ theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì ác ma cũng đâu có thể làm gì được. Bởi thường thường chúng ta biết rằng ác ma nó chỉ là một cái thế lực bên ngoài thôi.
Nếu một người mà đoạn trừ cái phiền não bên trong rồi đó, cái phiền não bên trong đã không còn nữa, thì cái thế lực bên ngoài cũng không còn cái gì để phá phách được. Tâm thì cái bậc thanh tịnh sáng rồi, cái thế lực đó được cái cách như thế nào, biết được cái điều đó. Chỉ ra với người cũng như vậy, nên cái tâm bị phân tán. Nên con xin thuyết giảng với bấy nhiêu lời trình bày bây giờ, thì con tỉnh ngày hòa thượng dắt đẳng trở lại để điều họp phần thảo luận và tập trung lại những cái gì mà con trình bày còn chưa có thấu đáo trong cái bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con tỉnh ngày hòa thượng trở lại. Xin lỗi quý vị Phật tử, có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Xin lỗi quý vị, hôm nay là một ngày rất là bận rộn. Đang đi chở xe về cho một xe của chủ. Rất là tri ân Thượng tọa Pháp Đăng đã giảng bài kinh nghị hôm nay. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý vị hữu, tất cả chúng ta nên ở trong đời sống ngay cả cái bậc để quý vị chờ chút xíu. Dạ. Dạ vâng. Nó được không? Dạ được cô, dạ được cô. Dạ. 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 Cảm ơn cô. Dạ. Vẫn có sự tôn kính đặc biệt đối với chánh pháp, chính Đức Phật cũng vậy, và chư vị thánh đệ tử Phật cũng vậy. Nhưng mà trong trường hợp này, thưa quý Phật tử thánh ni lại xưng tán Đức Phật, mà xưng tán Đức Phật qua cái hiểu, cái nhận thức
về chánh pháp, chứ không phải là một cái sự xưng tán đơn thuần. Đặc biệt rất là quan trọng trong gọi đó mới được ca ngợi ai mà chúng ta không hiểu về người đó. Chúng ta ca ngợi ai mà chúng ta chỉ nhìn thấy một hiểu tương đối rất hạn hẹp. Đó là người thường. Mình nói chi là Đức Phật Đạo Tạng đề cập đến lời xứng đáng của Thái Thượng Thánh Ni đã đặt để Đức Quốc Thế Tôn tối thượng ở trong lòng và để đó không đơn thuần chỉ là qua thân thiết hay là qua cái hình ảnh đó mà một cách rất là ở trong lòng. Thưa quý vị, đã nói rõ trong cái kệ ngôn mà Thánh Ni đáp lại. Điều thứ nhất là ác ma có vẻ như biến nhẽ Thánh Ni về hình thức đủ tròn. Tức đầu và thân thì nghe được tôi bình thường, bởi vì nếu quý Phật tử là Phật tử. Nhưng mà thưa quý vị, ác ma muốn xoáy sâu vào một ở trong những cái chỗ nhược của những cái nhìn thưa thức về một người nữ. Người nữ mà cạo đầu, người nữ đó mà mặc y vàng, được xem như là một cái hình thức có thể nó đi ngược lại với cái nhìn thường về cái nhan sắc, về cái ngoại hình của mình. Thực tình mà nói thì điều này nó chưa phải là vấn đề lớn, nhưng mà đó thì ác ma lại nói rằng vì ai, do ai mà sư cô lại sống theo dị giáo. Dạ, dị giáo ở đây tức là sống theo một cái tín ngưỡng mà một cái giáo điều mà mang cái tính cuồng tính như vậy. Dạ, giáo điều cuồng tính như vậy. Thì thứ gì Thánh Ni đã trả lời và đã nhấn mạnh rằng mình không tin theo giáo điều tín ngưỡng dân gian hay là dị giáo, mà ở đây là hành trì theo Đức Phật. Thánh Ni ca ngợi Đức Phật với cái lời mở đầu tương đối rất là đơn giản, đó là xác lập một cái danh từ riêng, rất riêng, và đó là một Đức Thế Tôn sinh ra trong dòng Thích Ca. Bởi vì chữ Phát Hoa hay là đến Chí Tôn, Thế Tôn đó, được người Ấn Độ lạm dụng rất là nhiều. Cũng giống như ngày hôm nay, có rất nhiều người xưng là Pháp Vương, xưng là Giáo Chủ, Pháp Chủ. Cái lời xưng đó lâu khi nó lạm phát đi, thì chữ Thế Tôn, Phát Hoa trong cái văn hóa Ấn Độ cũng bị lạm phát như vậy. Nhưng mà ở đây Thánh Ni nói rõ là Đức Thế Tôn đó sinh
trong Thích Tộc. Dạ, Thế Tôn sanh trong Thích Tộc có nghĩa là sanh trong dòng họ Thích Ca, là một cái danh từ rất riêng, chỉ rõ một bậc đạo sư. Bậc đạo sư đó chính là Đức Phật của chúng ta. Mà thưa quý vị, Ác Ma cũng so sánh những gì mà Thánh Y đang hành trì, xem như là nó tương đương hay là nó giống với nhiều cái loại giáo điều cùng cánh khác. Nhưng mà Thánh Y chỉ rõ là Đức Phật là ai? Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác. Đức Phật gọi là toàn tri toàn kiến. Ngài toàn kiến tại vì nhìn thấy tất cả, nhìn tất cả bằng con mắt của Pháp. Ấn Pháp Nhãn đó rất là khác với những quan niệm tín ngưỡng khác. Ở Việt Nam có cái đạo gọi là đạo Cao Đài, thì họ cũng thờ một con mắt, con mắt của Đấng Chí Tôn. Và ở đại Nepal thì các hình pháp họ cũng để con mắt để biểu trưng cho Đấng Pháp Nhãn. Con mắt được xem như là một cái giác quan mà có thể thấy xa nhất, thấy rộng nhất so với tất cả các giác quan. Có thể chúng ta nhìn lên mặt trời, chúng ta không nghe được những âm thanh âm ỉ trên mặt trời cho đến khi chúng ta có phi thuyền đến gần mặt trời, thu những âm thanh đó gửi về trái đất. Nhưng mà với con mắt, với thị giác, chúng ta có thể thấy được những cái ánh sáng từ những tinh cầu xa cả hàng tỷ năm ánh sáng. Chúng ta có thể thấy được những điều mà tất cả các giác quan khác nghe, ngửi, nếm, xúc chạm không có nhận thức được. Thì như vậy thì chắc Kuma hay là Đấng Pháp Nhãn đó là một ở trong những cái từ gọi là chỉ cho bậc toàn tri toàn kiến. Và ở trong bài kinh này thì Thánh Ni lại dùng chữ Đức Phật là bậc giác ngộ. Dạ, bậc cảnh giác, bậc giác ngộ là Ngài thấy sự vật mà không có qua ảo tưởng và ảo giác. Cũng như là ngày hôm qua chúng ta có dịp để nói về giáo lý tứ đế, thì chúng ta chỉ nói về khổ đế là sự thật đầu tiên mà thôi. Ở trong sự thật đó cho chúng ta thấy rằng không phải chỉ những điều trái ý nghịch lòng mới là khổ, mà ngay cả những điều hạnh phúc cũng là khổ. Nếu hạnh phúc đó nó bị hoại diệt đi gọi là hoại khổ. Và không phải chỉ có những điều mà nó khổ về bản chất tự nhiên như là khổ khổ hoại khổ, mà có những điều nó khổ là bởi vì do cái nhận thức sai lạc của chúng ta, thì cái đó gọi là hành khổ. Thì cả ba cái khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó, chỉ có những bậc toàn tri toàn kiến mới thấy được. Chúng ta trong cuộc đời này bình thường chúng ta chỉ thấy một mặt, mặt nổi, thấy một mặt, mặt trái hay mặt phải, thấy một mặt, mặt mà chúng ta lựa chọn mà thấy, chứ chúng ta không thấy toàn diện như Đức Phật. Cũng giống như là một đứa con mà đang ham chơi, chỉ thấy có niềm vui nhưng mà không thấy cái tai hại của đường dài do sự ham chơi, bỏ học. Nhưng mà những bậc cha mẹ vốn đã từng trải việc đời, vốn đã đi qua kinh qua rất là nhiều, thì cha mẹ mới hiểu rằng sự ham chơi nhất thời nó dẫn đến cái hệ quả tai hại về lâu về dài. Tại cái nhìn của cha mẹ rộng hơn, sâu hơn, chính xác hơn. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật Ngài nhìn thế gian này, Ngài nhìn về sự khổ không giống như chúng ta nhìn về sự khổ. Ngài nhìn về nguyên nhân sanh khổ không giống như chúng ta nhìn về nguyên nhân sanh khổ. Ngài nhìn về cái giải pháp cho sự đau khổ không giống như chúng ta nhìn về giải pháp sự đau khổ. Ngài nhìn con đường dẫn đến giải pháp dĩ nhiên là hoàn toàn khác của chúng ta. Và do vậy Đức Phật là bậc đại giác, là bậc toàn tri, là bậc toàn kiến. Và Thánh Ni cũng khẳng là bậc
bất bại, là bậc thắng hóa tất cả ma quân, là bậc không còn có một cái sự vướng mắc nào, và ngài sống cũng không với cái sở y nào. Thì thứ gì, điều này rất khó để chúng ta có thể hình dung hết, có thể tưởng tượng hết. Chúng ta lấy một ví dụ là cũng thời vào chùa, cũng thời mặc y, cũng thời được mời đi thuyết pháp, nhưng mà có một thời nào đó là một vị siêu trẻ, người ta mời đi thuyết pháp, mình chỉ là mình làm sao muốn chứng minh là mình là người có khả năng, mình thuyết pháp thế nào được người khác khen, mình thuyết pháp thế nào được những người Phật tử kính mộ. Nhưng mà tới một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó không còn quan trọng nữa, mà đến chỉ làm sao mang lại lợi lạc cho pháp hội, mang lại lợi lạc cho đạo tràng, và làm sao chánh pháp được quảng diễn rồi đi về, không còn gì hết. Điều này nó hai cái trình độ, hai cái tầng cấp mà đôi khi rất khó phân biệt. Có thể là quý vị thỉnh một vị sư trẻ nói chuyện rất hay, nhưng mà trong cái rất hay đó, đằng sau đó nó có những chuyện mà còn vướng vấp mà chúng ta không biết. Có thể chúng ta tỉnh một ngày đại lão hòa thượng như ngày Hộ Tông chẳng hạn, ngày đến nói bài lời ngắn thậm chí cùng, nhưng mà cái tâm thái của ngài lại khác đi, tâm thái là vô cầu vô tranh thì chuyện khác. Đó là chúng ta nói trong đời sống hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta nói về Đức Thế Tôn xuất hiện giữa thế gian này với cái tâm không có vướng mắc, và từ không vướng mắc ngài không còn cái gọi là tạo ra cái nghiệp tử, thì chuyện này rất khó tư nghi đối với tất cả chúng ta. Bởi vì trong lòng chúng ta chỉ có điều là hoặc là tạo điều ác hoặc tạo điều thiện. Mình tạo điều thiện thì mình mong được phước, mình tạo điều thiện mong được quả. Như chư Phật và các vị A-la-hán thì hoàn toàn không có tạo nghiệp. Các ngài hành động bằng tâm duy tác, Kiriyas duy tác. Và tâm duy tác đó, đó không có vô minh, không có ái dục. Đằng sau tâm duy tác đó không có mong cầu cái gì sẽ đạt được ở trong cảnh giới nhân thiên trong ba cõi này. Cái tâm duy tác đó hoàn toàn chỉ có hành động, chứ không có mãi mãi mong cầu quả của hành động. Chúng ta không hiểu nổi đâu, chúng ta rất khó hiểu. Nhưng mà theo trong sớ giải thì nói rằng một vị mà chấm dứt tất cả nghiệp hữu thì vị đó phải là vị A-la-hán, và chỉ có làm bằng cái tâm gọi là tâm duy tác mới chấm dứt tất cả nghiệp hữu. Thứ quý vị rất nhiều bài học vừa qua đó, chúng ta thường là quen với cái khái niệm là tạo công đức, tạo phước. Ví dụ như là Vua Ba Sê Na Ní đã đến gặp Đức Phật, và Vua Ba Sê Na Ní nói rằng người đời chỉ lo tranh danh đoạt lợi mà không nghĩ tạo phước thiện, bằng dùng phước thiện mà đời sau. Đức Phật đã xác nhận như vậy. Chúng ta đọc bài kinh đó thì chúng ta dễ dàng đưa ra một cái nhận định là một người Phật tử, là người con Phật thì nên tạo phước, tại vì chính cái công đức là nơi nương nhờ đời này đời sau, đó là cội nguồn của hạnh phúc. Hiểu như vậy không có sai, nhưng mà hiểu đó là ở trong cách nói tương đối, cách nói đối đãi của thế gian này. Nhưng mà với một bậc thánh đạt đến cái trình độ siêu thế, vừa tinh trên tất cả, là nếu chúng ta đọc sắp tới trong cái môn pháp cú mà hòa thượng đời siêu giảng, thì chúng ta sẽ thấy rằng vị A-la-hán đúng nghĩa là bị vượt lên trên tất cả thiện ác. Các ngài không có tạo trong thế giới đối đãi ở trong cái nghiệp quả, dù quả lành hay quả dữ của thế giới nhân thiên này, bởi ngài vượt lên tất cả, không tạo nghiệp hữu. Đó là hình ảnh vị A-la-hán, điều đó ác ma không thể hiểu được. Và không có sở y hay không có sanh y, chữ sanh y sở y là upatthi,
nghĩa là gì? Đó là chúng ta luôn luôn đi tìm cái chỗ nương, chỗ đá, dù là nương đá ở quá khứ, nương đá ở hiện tại hay nương đá tương lai, nương đá bên trong, nương đá ở bên ngoài. Chúng ta luôn luôn khao khát để đi tìm một cái gì đó. Và nếu không có cái gì hết thì cảm thấy trống rỗng, cảm thấy buồn chán. Nhưng mà cái sự nương đá đó nó tạo nên cái gì? Kỳ vọng, hy vọng, nguyện vọng, ước vọng. Và chính cái lực của Úp Bà Tí đã khiến cho chúng ta tạo ra thứ này, tạo ra thứ kia. Nói cách khác, Úp Bà Tí là một sự lệ thuộc, Úp Bà Tí là một động lực, Úp Bà Lý Tí là cái chỗ nương, và khiến cho chúng ta cảm thấy ấm lòng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy tin yêu, cảm thấy hy vọng. Và đối với chúng ta thì điều đó đẹp quá. Ví dụ trong cuộc đời này, chúng ta có cái chuẩn mực về tài sản, nghĩ rằng mình có tài sản đáng giá, mình hạnh phúc. Mình nghĩ đến tình yêu, mình có được một cuộc tình rất là mỹ mãn, mình nghĩ rất hạnh phúc. Mình có một cái học vị, một cái địa vị, mình nghĩ điều đó hạnh phúc. Ở bên ngoài thật ra chuyện đó không sai trong xã hội. Nhưng mà trong cái nhìn khác á, thì tất cả điều đó đều là cái sở y. Nó thuộc về lệ thuộc. Không có thì chúng ta khổ, không có thì mình cảm. Khi mà mình nghĩ đến có số tiền và cái tài sản của mình nó lớn, nó vững chắc. Bây giờ bệnh dịch xảy ra, chiến tranh xảy ra, kinh tế xáo trộn, tài sản khánh kiệt, thì cái gì là cái mà chúng ta có? Đó là dao động, đó là buồn khổ. Chúng ta càng gắn bó, càng gắn kết, càng mặn nồng với cái sở y bao nhiêu, thì khi mà chúng ta khổ thì chúng ta cũng khổ bấy nhiêu. Đó là một quy tắc, đó là một nguyên lý, đó là một định lực mà chúng ta không thể chối cãi được. Chúng ta nương vào cái gì, tựa vào cái gì, lệ thuộc vào cái gì, thì cái đó chúng ta khổ. Chư pháp do duyên mà cô nói buông thở, cô Phật pháp dạy như vậy. Nên chi thứ thì khi mà thánh ni nói về một cái bậc hoàn toàn giải thoát mà không có tạo nghiệp hữu và cũng đã giải thoát tất cả sanh y, câu nói này thật ra vượt tầm hiểu biết của ma. Ma không đủ biết, ma không thể hiểu, ma không thể vối tới, mà ác ma đã biến mất với sự xấu hổ thất vọng. Tại vì sao? Tại vì ác ma hiểu rằng không thể làm cho thánh y sợ, không thể làm cho thánh y bị dao động, không thể làm cho thánh y bị mãi may cát biệt vì cái lời nói, vì cái sự hù dọa, vì cái gì mà mình làm rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta đọc bài kinh này không phải để chúng ta nói về chuyện nhát ma, hay là chúng ta nói về một cái nữ lưu từ một gia đình mà thế gia vọng tộc ở ngoài, và sau này toàn thể anh chị em trong nhà được tu tập chứng thánh quả. Mà chúng ta chỉ nói đơn thuần đó là cái nhìn của một thánh đệ tử, một bậc tự thân đã hành trì lời Phật dạy và tự thân đã giải thoát. Và khi đối diện với ma thì câu trả lời rất nhẹ nhàng, câu trả lời phù ứng, câu trả lời có thể nói rằng từng câu từng chữ xóa đi tất cả những cái ảo tưởng của ma, là làm cho thánh ni sợ hãi, làm cho thánh ni hoang mang, làm thánh ni dao động. Thánh ni có thể nói những chuyện lớn như vậy, nói những ý nghĩa cao siêu như vậy, thì có xá gì những cái ý tưởng tầm thường mà ác ma nói. Nên chi chúng ta thấy rõ đó là thứ gì ở trong cuộc đời này. Không phải chỉ có những cái tầm thường, mà còn có những cái rất là cao khiết, rất là vĩ đại, nhưng mà nằm đâu đó trong kinh điển, đôi khi chúng ta ít có nghĩ tới. Hình ảnh của một vị thánh ni, một người nữ xuất gia trong đạo tràng Đức Phật, sống giữa rừng sâu, có những đối thoại đối với ác ma. Nếu Tôn giả Ananda đã
không khách tập, để không các vị Asali, để không gìn giữ lưu truyền tới ngày nay, thì chúng ta khó có biết rằng đã có một sự kiện như vậy xảy ra. Và chúng ta cũng khó thể tưởng tượng rằng có những cái ý nghĩa như vậy được nói đến trong cái đối thoại giữa người và ma. Thì thật ra nghĩ đến điều đó, chúng ta thấy rằng chúng ta quả thực là hữu duyên hữu hạnh để có thể đọc lại những dòng chữ này, những ý tưởng này từ một cái bản kinh điển rất là cổ xưa. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi nói sang điểm khác, xin thưa rằng bởi vì chúng tôi không có, chúng tôi đang lái xe đó, chúng tôi không biết là có vị giảng sư nào khác vào trong rung, nếu có vị giảng sư nào khác vào trong rung để tham gia phần thảo luận, quý vị nào có nghĩ không biết nói thì chúng ta bắt đầu thảo luận, bởi vì chúng tôi không có xem được cái màn ảnh của iPhone đó, quý vị quan nghĩ cho chúng tôi biết. Bây giờ thì chúng ta đề cập đến một cái ý nghĩa khác của bài kinh ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi chưa có bị có chữ tăng nào vào để thảo luận, thì thưa quý vị, trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Thánh Ni đã nhiều lần dùng cái chữ gọi là chữ bất bại, chiến thắng. Nhưng mà Thánh Ni lại dùng cái chữ sắp phá. Sắp phá là tất cả hay là toàn thể. Dạ, sự rốt ráo. Chúng tôi không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói được không nhỉ? Quý vị chờ chúng tôi một xíu. Dạ, xin lỗi quý vị. Tại vì chúng tôi lái xe không nhìn màn ảnh, bây giờ nhìn mới thấy có Thượng Tọa Pháp Tân vừa rồi. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có ở trước máy mà, Thượng Tọa có cầm mic được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân cầm mic được, xin Thượng Tọa hoan nghỉ lên tiếng để thỉnh Thượng Tọa trả lời câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa chúng tôi xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có ở trước máy mà có nghe được không? Dạ, không thấy Thượng Tọa Pháp Tân. Nếu mà Thượng Tọa Pháp Tân có đưa tay hay là có text thì quý vị nghĩ đó nhiều, tại vì chúng tôi không có đọc được text khi lái xe quý vị. Dạ, nếu quý vị thấy. Dạ, không có sao quý vị. Quý vị không thấy Thượng Tọa Pháp Tân trả lời thì chúng ta tiếp tục. Chúng tôi nhắc quý vị điều là chúng tôi đang nói trong lúc chư vị giảng sư không có mặt á, nếu mà có quý ngài vào và quý ngài sẵn sàng thì quý xin thỉnh ngài cầm mic cắt ngang chúng tôi cũng được, không có sao hết. Chúng tôi sẽ đưa câu thảo luận. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái chữ sắp phá hay là tất cả, mà trong chữ Hán dịch là nhất thiết. Và ở trong bài kinh này chúng tôi có cái câu là nhất thiết xứ bất bại. Và nhất thiết xứ bất bại tức là cái luật bất bại trong mọi nơi, mọi chỗ, mọi lĩnh vực, dù là nội phần hay nội giới hay là ngoại giới, dù là tất cả các hội chúng, chư thiên, ma thiên, vương, phạm thiên, hội chúng sa môn, bà la môn, môn sắc tế nị gia chủ, cho dù là những hội chúng, cho dù là ở tất cả những lĩnh vực, dạ, những lĩnh vực hoặc là lớn hoặc nhỏ, hoặc gần hoặc xa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, thì Đức Thế Tôn ngài là bậc toàn thắng. Dạ, ngài là bậc toàn thắng, ngài là bậc bất bại. Cái cách nói này của Thánh Ni gợi nhắc cho chúng ta một điểm hết sức là quan trọng, là Ma Vương đã dùng cái dùng cái giáo lý của gọi là giáo điều dị giáo, dùng cái hình ảnh của ngoại đạo mà chúng ta thường thấy để biến nhẹ Thánh Ni. Nhưng mà Thánh Ni đã nói một lời rất là đẹp, không phải nói về chính Thánh Ni, mà Thánh Ni đã nói về Đức Phật. Và nếu Đức Phật là một
một đấng bất bại, một đấng toàn thắng. Nên chi? Tại sao giáo lý của Ngài cao cả hơn tất cả những giáo điều thuộc về tín ngưỡng dân gian? Quý vị quan hệ trường thật tuyệt vời. Xin hỏi thường tọa Pháp Căn, thường tọa Pháp Căn hay thường tọa Tinh có mặt, có vị nào có mặt ở trước mặt hay không? Một lần nữa xin được hỏi thường tọa Pháp Căn, thường tọa Tinh, có vị nào có mặt ở trước mặt không? Dạ, có. Dạ, ôi dạ, bận xa thuốc thường tọa Căn. Thường tọa Căn, của thường tọa là trong chúng ta có nhiều người đôi khi sợ hãi vì sống ở nơi thanh vắng, hay là nằm chim bao, hoặc là thấy những cảnh. Ở trong trường hợp cái kinh nghiệm cá nhân sự tu tập đó, chúng ta niệm tưởng ân đức Phật như thế nào mà chúng ta xua tan đi những cái sợ hãi như là chúng ta tìm thấy trong một số các đoạn kinh, và thì tọa có kinh nghiệm nào về điểm này không? Xin kính thưa thượng tọa. Dạ, thưa thì thật sự ra thì chúng ta đặt trọn cái niềm tin của mình vào cái ân đức của Đức Phật. Có thể là nhiều khi mình hiểu xuyên qua một cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật ở mặt Đại Giác ngày nói rằng chúng sanh sanh và tử đó, ai cũng sanh và tử. Thì khi mà mình có hiểu được như vậy đó thì mình thấy cái sự nào mà ghê gớm mà cái sự chết, có ai làm cho mình chết. Thật sự ra thì khi mình hiểu được mình tái sanh do cái nghiệp của mình và mình sanh đi theo cái nghiệp của mình, và ở đời đó thì có rất là nhiều người ta sợ hãi sự chết, tức là chấm dứt. Thật sự ra mình hiểu rằng cái chết thì nghĩa là mình chết một kiếp để mình phải luân hồi, với tâm mình nó cũng giảm bớt sự sợ hãi, vì mình hiểu được Đức Phật, mình niệm Đức Phật, mình hiểu được Đức Phật thì nói cái gì đó. Riêng khi mà mình thấy Đức Phật, mình niệm Đức Phật, mình suy xét ai cũng chết và mình chết, mình thì tái sinh cái nghiệp của mình. Điều đó này để tuyên bố sự thật là như vậy. Nếu còn luân hồi, còn khi mình không còn những điều kiện luân hồi nữa thì chết thì mình mới đạt được cái tịch tịnh niết bàn. Như vậy thì mình sẽ không nghĩ rằng đó, một cái người mà họ niệm Phật đằng sau để cho mình không sợ đó, thì phải tùy theo những cái điều mà người đó nghe học hiểu về Đức Phật, chứ còn không phải là niệm chỉ cái niệm suông thôi. Dù với mình có niệm suông thì mình cũng vẫn sợ hãi chứ cũng không có ấy. Tại vì bình thường quý vị hiểu rằng cái tâm của mình, nếu mình tập trung mình niệm mình suy tư về thì đâu còn cái gì đâu để mình sợ. Còn mình niệm gì thôi và cái tâm của mình còn trống trải đó, thì mình vẫn còn cái tư tưởng chen vào những cái sự sợ hãi đó. Thì làm cho mình sợ hãi thôi. Thử ra cái sợ hãi nó không phải cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó do mình dạ thiên thọ pháp đăng đã rớt mít rồi, con cung thỉnh ngài khâm mít trở lại ạ. Hello. Khi mà chúng giảng ví dụ mình
phi nhân là ma quỷ hay là chư thiên phàm thiên hay những chúng sanh đó, thì mình hiểu là chúng sanh đó thì họ cũng giống như mình thôi. Thì mình khi mình hiểu Đức Phật ngày dạy như vậy, Phật suy xét về chúng sanh đó, tồn tại chúng sanh đó phải chịu cái sự vận hành của cái hồi cái tâm tư niệm Phật như vậy, mình bớt mình gọi là bớt sợ ma. Sợ ma mình hiểu là ma là một cái gì đó, một cái khái niệm là mình đặt để thôi. Chứ thật sự đó, khi mình hiểu anh đó là quá sanh là quỷ, quá sanh là chư thiên, là phạm thiên, mình gọi chung á là chúng sanh là quá sanh, nghĩa là tự nhiên mà có đó, cục vào địa ngục là mình rớt vào, chứ không phải ở trong địa ngục mình sanh ra đến khổ, hay là ngã sanh, đô la, phạm sanh. Khi mình như vậy, chúng sanh nó khi mà tôi biết cảnh, thì những cảnh mà biết và những cái sách mình hiểu rõ như vậy đó, thì tâm niệm mình suy tư rằng cái tâm mình nó không còn cái khoảng trống để mình gọi là sợ hãi. Thường thường sợ hãi cũng nói là cái tâm mình nó tạo ra những cái ảo tưởng, những cái gì đó mà mình gọi là tưởng tượng ra, mình làm tự mình sợ mình, cũng như mình nói rằng lúc nào mình sợ ma mình chạy như vậy, mình thấy giống như ma dưới sau lưng mình vậy. Mình càng sợ mình càng thấy nó như là nó sẽ, nhưng mà khi mà những tâm mình nó phai tâm lên thôi, tự nhiên mình cũng có gì phải chạy dữ vậy. Mình cứ thì cái điều đó tôi nghĩ rằng á, một cái người khi càng hiểu nhiều thì cái tâm của mình nó chặt chẽ và nó không còn sợ hãi. Còn khi mà tâm mình không có cái sự suy tưởng về những cái điều Đức Phật dạy đó, thì mình đã nhìn về cái tưởng, mình tưởng tượng và tự mình nhát mình, nó tự mình làm cho mình sợ hãi đó. Thì con nghĩ rằng cái đó là cũng tùy theo mỗi người. Chứ còn thật sự mình nói rằng niệm Phật để hết sợ hãi, tại sao có người niệm không sợ, mà tại sao có người niệm như vậy vẫn sợ? Tại vì tâm còn rời rạc, không có chặt chẽ, nên cái đối tượng đó nó phóng túng, suy tưởng rồi làm cho mình sợ hãi. Còn một người cái niệm mà có cái sự suy tư chặt chẽ đó, thì nó đâu còn cái khoảng trống để những cái sợ hãi nó sanh lên. Thì con nghĩ là như vậy. Thì con xin trở lại bình tĩnh. Con cảm ơn thầy. Xin thử trước máy không? Nếu thiền tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thiền tọa Quang Thị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Bạch thiền tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật và chúng ta nghĩ về giáo pháp, thì cái người họ chỉ tin Phật mà họ không hiểu về giáo pháp, thì cái niềm tin đó nó có bất chân đứng, nó có thiếu căn bản hay không? Hay là chúng ta nên nói rằng muốn thật sự hiểu Phật thì chúng ta phải hiểu về giáo pháp, kinh thỉnh thiền tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Ê, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ và thượng nhất đẳng tọa đang tọa minh hạnh để được tùy đức sư nguyên tâm cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, theo con nghĩ rằng nếu một người không có tìm hiểu về ân đức của Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thì người ta tin Phật, người ta tin mang cái tính chung chung.
Nên đại khái là người ta hiểu Phật là một cái bậc tối cao. Rồi có thể là vì cái truyền thống, vì cái sự lâu đời, ông bà, cha mẹ hoặc là trong những người chung quanh, họ lại Phật, họ tin Phật, rồi họ lại Phật thì họ cũng tin như vậy, rồi họ lại Phật như vậy thôi. Thì cái chung nhất đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là Phật là một cái bậc mà cao thượng, cho nên là người ta dạy lại thôi. Hay hoặc là thấy ông bà người ta lại, thấy người thân người ta lại tin tưởng vậy thì người ta lại Phật vậy thôi, người ta tin vậy thôi. Mà người ta tin chung chung nhất. Mà theo con nghĩ rằng là để mà mình tin được Phật nó kỹ hơn ấy, mình tin Phật rõ ràng hơn ấy, và cái niềm tin mình nó chặt chẽ hơn ấy, là mình phải tin cái lời dạy của Phật. Thì mình theo con nghĩ rằng do rằng mình là cái người tu, cho nên là mình được cái tiếp xúc được cái lời dạy của Phật, nghe học hiểu rồi suy gẫm cái lời dạy của Phật, rồi mình tin tin cái lời dạy của Phật. Thì khi mà mình tin cái lời dạy của Phật, tức là tin Pháp đó, thì mình càng lại là quý Đức Phật hơn, càng kính Đức Phật hơn, càng tin Đức Phật hơn. Bởi vì chỉ có một bậc mà đã giác ngộ, một bậc hoàn toàn giác ngộ, một bậc mà thầy của chư thiên và nhân loại, mới có cái khả năng mà diễn đạt cái giáo pháp này. Và chính vì mình thấy được cái giá trị của lời dạy của Phật đó, cho nên là mình càng kính tin Đức Phật hơn, tin Đức Phật hơn. Thì cái tin đó có nghĩ rằng dù gì đi nữa thì có trôi lạc đâu đi nữa, mình nói không có chắc, nhưng mà rõ ràng là mình có gì đi nữa thì cái sự tin của mình, cái niềm tin của mình nó không có bị thay đổi, nó không có bị thay đổi. Mình vẫn có một cái sự hiểu đúng đắn về Đức Phật. Ngay cả mình tin Phật, tin Tăng cũng vậy. Bởi vì chỉ có cái giáo pháp của Phật á, và chỉ có những người đệ tử Đức Phật mới là những vị mà thành tựu được quả vị Thánh Nhân. Như là trong kinh Đức Phật Ngài dạy đó, là bởi vì ngoài Bát Chánh Đạo ra thì không có bốn cái quả vị của Sa Môn, tức là đệ nhất Sa Môn, đệ nhị Sa Môn, đệ tam Sa Môn và đệ tứ Sa Môn, tức là bốn cái quả vị Thánh Nhân. Cho nên là chỉ có Đức Phật Ngài tuyên thuyết cái con đường mà đi đến cái sự giải thoát đó, thực hành để đi đến sự giải thoát đó, hay là Bát Chánh Đạo đó, thì mới có được cái quả vị của Thánh Nhân. Tức là mình tin có Tăng, có cái bậc mà đã thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, thì những bậc đang thanh tịnh hay bậc đã thanh tịnh đó, thì mình thấy rằng là chính những cái bậc Tăng, những cái vị mà để thánh đệ tử của khóa thành tựu như vậy là nhờ thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và chỉ có những người đệ tử của Đức Phật thì những vị đó mới là xứng đáng như là bậc đáng để cúng dường, đáng được đảnh lễ, đáng được quý, trân quý ở trong cái đời sống này. Cho nên con nghĩ rằng một người mà tin ở nơi lời dạy của Phật, ý tin ở nơi Đức Phật, tin Đức Phật không á, và tin Đức Phật như là một vị mà nghĩ rằng cái chung chung nhất, tin cái chung chung nhất ấy, là thần linh hay là Phật là một bậc tối cao, rồi trong cái sự cầu nguyện của mình để mà mình nhờ cái sự ân sủng từ nơi Đức Phật không, thì con nghĩ rằng cái niềm tin nó có thể thay đổi. Nó có thể thay đổi. Trong khi một người có tin được cái lời dạy của Phật, và chính người đó chiêm nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, và hiểu được, tin được lời dạy của Đức Phật, thì mới tin được Đức Phật một cách rõ ràng hơn,
và vững chắc hơn, và tin ở nơi cái tăng chúng, tức là những bậc thánh đệ tử Đức Phật hành trì theo lời dạy của Phật mà vị đã được giác ngộ, được giải thoát như vậy, thì con nghĩ là cái niềm tin đó nó chắc hơn, nó chắc hơn. Như vậy thì ở đây đó mình biết rằng có cái niềm tin mà người ta nghĩ như là niềm tin của một tôn giáo, từ một thần linh, hay là ngay cả việc người ta tin Đức Phật là một đấng tối cao nào đó, thì tin cái đó con nghĩ là chung chung nhất. Nhưng mà rồi đó thì nó dễ bị mai một. Trong khi mình hiểu được lời dạy của Phật, mình mới được kính tin ở nơi lời dạy của Phật, kính tin ở nơi cái sự chuyển thuyết giáo pháp của Đức Phật, chuyển thuyết giáo pháp của Đức Phật, cũng như là những vị đã hành trì giáo pháp của Đức Phật để trở thành những vị thánh đệ tử của Đức Phật đó. Thì điều đó con nghĩ rằng cái niềm tin nó chặt chẽ hơn, và nó bền lâu hơn, và khó bao giờ thay đổi hơn. Trong khi đối với một người chỉ tin một cách chung chung nhất, tin Phật như là một thần linh, tin Phật là một đấng tối cao, để rồi mình lại cầu xin cái này, cầu xin cái kia. Thì con xin có cái ý để chia sẻ ở trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Có điều chi cần bổ túc thêm nữa thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú, kính trân Thư Tọa Pháp Tân rất nhiều với câu trả lời vừa rồi. Và cũng quan hệ thấy rằng Thư Tọa Tự Nguyên đã vào lớp học. Không biết Thư Tọa Tự Nguyên nghe được không? Nếu Thư Tọa Tự Nguyên nghe được, xin thỉnh Thư Tọa quan hệ trả lời cho cô tiếp theo. Thư Tọa Tự Nguyên ấy, thường thường á, chúng ta hay có một cái nhìn rất là chung chung rằng niềm tin và trí tuệ đó nó không có đi chung với nhau. Tức là người nào sống mà đứng tin thì thiếu trí, mà người sống trí tuệ không nặng niềm tin. Nhưng mà điều đó có đúng trong Phật Pháp hay không? Hay trong Phật Pháp của chúng ta cho thấy rằng cái trí tuệ càng hiểu biết rõ đó thì cái niềm tin càng vững chắc, và niềm tin càng hiểu biết rõ thì cái trí tuệ càng sáng suốt, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Từ Nguyên quan hỷ giảng dạy về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai nhé. Để con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tự Siêu và Thượng Nhất Tăng Thượng Tọa Pháp Tăng Thượng Pháp Tân và Cộng Hành Đức Chư Tư Đức Tư Đức cùng Chư Tăng. Xin chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Và thật mà nói, nếu như trên một tinh thần mà chúng ta nói rằng nếu như người mà có niềm tin đó, thì đặt cái niềm, chúng ta có thể nói gì được? Người đặt nặng niềm tin thì cái trí tuệ nó ít hơn, hay hoặc là người chuyên về cái trí tuệ thì người đó ít có xu hướng niềm tin. Thì chúng ta nói chung chung như vậy thì chúng ta có thể chấp nhận những điều mà cái tinh thần của Đức Phật này chỉ dạy, và cũng như cái đời sống tu tập thì cái niềm tin và cái trí tuệ nó phải song hành mới được. Bởi vì thí dụ như bây giờ chúng ta tin về pháp đi, tin về cái pháp môn tu tập của mình, mình biết mình hành cái pháp môn tứ niệm xứ, đây chỉ có pháp môn này là đưa đến sự chấm dứt sinh tử. Vì ấy hướng tâm gìn giữ chánh niệm, có tỉnh giác, thì ngay khi đó ở đây chính là có niềm tin trí tuệ đó chứ, nó đang song hành đó. Vì ấy có niềm tin một cách vững chắc trên cái đề mục của mình, như là thân, thọ, và pháp quán nhìn xứ, tin tưởng và với khả năng của mình sẽ tu tập được, sẽ thành tựu được, sẽ chứng đạt được. Đó là một niềm tin. Còn một niềm tin, thí dụ niềm tin nơi Tam Bảo, là niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, thì chắc chắn rằng nếu như họ phải có được một niềm tin nơi Pháp Bảo, chính là Pháp Môn họ đang tu tập, thì họ mới thành tựu được. Đây là chắc chắn chúng ta phải xác nhận như vậy. Chứ còn mà tu thì tu tà tà, tu tàn tàn rồi, được thua mất còn, chúng ta không có quan tâm, thì coi như là tu, coi như là không có một cái lý tưởng, hay không có một cái phương hướng, cái sự định đặt á, thì nó rất là thất bại và không có đầy đủ được. Bởi vì chúng ta nhớ ở trong tính quyền
tấn quyền, có tính quyền thì mới có tấn quyền. Thì tấn quyền, tính quyền, tấn quyền này hỗ trợ niệm quyền mới khởi sanh, chúng ta thấy. Và chính cái niệm quyền này, niệm quyền, định quyền, và khi đó đầy đủ được thì tệ quyền mới khởi sanh, là trí tuệ. Cho nên nó có một sự song hành trong đời sống tu tập, cái đó là quả thật như vậy. Còn mà chúng ta tin mà theo cái vấn đề bái bái lại lại, tin coi như là cúng cúng thờ thờ, vang vang sinh sinh đó, thì cái đó là một niềm tin nó thuộc về thờ phượng, một cái niềm tin nó thuộc về cái dân gian, một niềm tin mà chúng ta gọi là một niềm tin đó là chỉ là cái niềm tin nó bình thường. Còn ở đây cái tính quyền hay hoặc là sách tha quý giá, sách tinh trí giá thì chính là một trong những pháp mà để chúng ta thành tựu đạo quả niết bàn, một trong 37 pháp tự đạo bồ đề. Ở trong đó có tính quyền, tức là niềm tin đó quý vị. Thì là chúng ta thấy nếu có sự tu tập á, thì chúng ta mới biết được cái niềm tin và cái trí tuệ nó phát huy và nó sẽ liên hệ như thế nào. Còn với vấn đề mà nếu như một niềm tin mà tu tập bình thường, xin lỗi, niềm tin mà chỉ làm phước bố thí cúng dường, tụng niệm lễ bái, thì một niềm tin đó thì là một niềm tin chỉ là một cái là niềm tin đó để sanh những cái quả lành của các công đức thiện sự, như là bố thí, như là trì giới, vân vân, hay làm các công đức lành. Còn ở đây, nếu chúng ta sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, và đúng đắn hơn, thì đó chính là tính quyền trong sự tu tập của mình. Thì cái Bách Hòa Thượng, con nghĩ rằng, chắc chắn rằng, người mà tu tập cần phải có một tính quyền để song hành, để hỗ trợ, để song hành cho tuệ quyền, tức là cho trí tuệ nó khởi sanh, để chắc chắn rằng đời sống tu tập phải cần như vậy. Nếu có đôi điều sự tình bày như vậy, nếu có điều gì cần một túc thì kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, kính trình thỉnh tuệ quyền. Rất là hoan hỷ là điều chót thì có quý thiền tọa vào, xin được trở lại với thiền tọa Pháp Đăng của một cuộc thảo luận trước khi chúng tôi kết thúc chương trình hôm nay. Xin hỏi thiền tọa Pháp Đăng có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thiền tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin thiền tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin hỏi thiền tọa Pháp Đăng có ở trước máy và nghe được không? Có lẽ là thiền tọa Pháp Đăng không có trước máy. Chúng tôi xin tiếp theo lời của thưa quý vị giảng sư. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta có một cái nhìn là những gì thuộc về xa xưa, những gì thuộc về dạ quý vị chờ cho chút xíu, những gì thuộc về các bậc thánh thì không có, dạ. Cái này là iris màu vàng, dạ. Trông rất hợp xung quanh cái hồ có những cây cúng trồng. Dạ, vâng. Thì thưa quý vị, mặc dù vậy nhưng mà khi chúng ta đọc kỹ và chúng ta suy nghiệm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng rất ư là lợi lạc ở trong đời sống và đời sống của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta học lại, lý do chúng tôi nói điều này đó là bởi vì chúng ta quen có một cái nhìn là khi mình đọc kinh đó, đọc chỉ cho có đọc hay là đọc qua mình nghĩ đó là kinh điển, nhưng mà thật sự ẩn chứa đằng sau những lời của bậc thánh đó, chúng ta nên nhớ rằng các bậc thánh không nói những điều không nói những điều vô ích. Dạ, thì quý vị chờ chúng tôi.
Thưa quý vị, những cái lời xưa đó, và đặc biệt là lời của chư vị hiền thánh đó, các ngài không nói những lời vô nghĩa, các ngài không nói những lời có nói, có lời nói cho có nói thôi. Chúng tôi phải thưa rằng đôi lúc đó, những bản dịch và những bản dịch dịch những cái lời của kinh điển đó, thì tương đối hơi đặt nặng về vấn đề làm sao dịch hết chữ, và nó trở nên vô nghĩa và nó trở nên không có nhiều ý nghĩa. Do vậy chúng ta đặc biệt là dành thời giờ của lớp học này để chúng ta có dịp đi lại và đưa dòng tâm thức của chúng ta hòa nhập với những lời kinh xưa. Ở trong sự hòa nhập đó đó, đôi khi giúp chúng ta cảm nhận những ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Ác ma, thưa quý vị, là hình ảnh của một ma vương, của một vị thiên ma. Nhưng mà ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì có vô số, và có vô số những cái ma chứng. Ma chứng đó có thể là phiền não ma, ma chứng đó có thể là những cái nghịch duyên, nghịch cảnh trong đời sống. Ma chứng đó có thể là những điều mà chúng ta vốn dĩ, và chúng ta vốn dĩ không có nghĩ là đó là ma, mà nghĩ đó là bản thiết, mà chúng ta không nhận ra mặt mũi của ma. Do vậy, khi mà chúng ta đọc những điều này đó, thì chúng ta nhớ rằng không phải những ý nghĩa của lời của các bậc thánh chỉ là một câu thoại ở trong cái lời nói của các ngài đối với ác ma, mà qua đó còn chứa đựng rất là nhiều những cái tinh túy, và thậm chí có những thứ tinh hoa của giáo pháp mà như một thi sĩ nói là kinh sách đốt không tìm ra xá lợi, nhưng mà quả thật là tinh hoa của đạo có thể nằm ở trong những trang kinh, những lời kệ mà chúng ta không có ngờ được. Nếu chúng ta có thể đọc, có thể suy gẫm và có thể tìm được những cái năng lực và những năng lực nhiệm màu của chánh pháp, của ý lý, của nghĩa đạo, thì thưa quý vị, qua đó chúng ta có được phần nào cái nội lực cần thiết. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy, là thiên ma thì rất ít khi phá chúng ta, nhưng mà những cái nội ma, tức là những phiền não trong lòng, và ngoại chứng là nghịch duyên đó, nó xảy ra rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta cũng phải hiểu rằng mỗi mỗi chúng ta đều có những lúc phải đối diện với những cái ma quân như vậy, có vô số cái chướng ngại trong đời sống, và mình phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị nội lực thật đủ, và chuẩn bị sự hiểu biết thật sáng suốt để chúng ta có thể đối diện. Không làm điều này đó, thì đôi khi thưa quý vị, giặt vào trong thành mà chúng ta không hay, hay là chúng ta chọn giặt để làm bạn của mình cũng không biết. Những điểm này thưa quý vị rất là tế nhị trong cuộc sống, tế nhị lắm, tế nhị đến nỗi mà mỗi mỗi chúng ta trong cuộc đời này, nếu đi tìm, nếu nghĩ rằng chỉ có những cái tha lực ở bên ngoài mà chúng ta đánh mất đi cái nội lực, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Tại vì nói cho cùng thì cái năng lực nhiệm màu của Phật, năng lực nhiệm màu của Pháp, năng lực của Tăng phải đến thật sự từ sự cảm nhận trong lòng. Và nếu trong lòng chúng ta không cảm nhận thì chúng ta không có được cái năng lực mạnh, và chúng ta không có được những điều mà lợi lạc. Nên thưa với quý Phật tử, có thể trải qua những cái bài kinh về chư vị tỳ kheo ni. Không biết là quý Phật tử có bao giờ mà ngồi lại để mà có thể suy tưởng hình ảnh của nhân vật nữ lưu, của những người nữ tu, bốn xuất thân tay yếu chân mềm, sống ở trong những gia đình cao sang quý tộc, giàu có. Bây giờ mặc chiếc y vàng, đi vào trong rừng sâu một mình. Một cái lực duy nhất để bảo vệ các vị này, đó là cái nội lực.
Và cái nội lực này là nội lực đủ lớn, đủ mạnh để áp chế ác ma. Nhưng mà ngay cả một vị mà có nội lực cao siêu như là Thánh Ni Sisapa Chala vẫn nói đến cái ân đức của Phật, chúng ta nghe thì rất khó có thể kết hợp được giữa cái nội lực và tha lực. Dường như là chúng ta nghĩ rằng vị này đã quá, có quá đủ, quá dư nội lực thì đâu cần phải nói đến năng lực của Đức Phật. Nhưng không phải. Ở đây thật ra các ngài không có đặt để là phải nương tựa nội lực hay tha lực, mà các ngài chỉ nói lên một cái sự thật chúng ta gọi là diệu đế, hay là cái chân lý cao siêu, cái chân lý vi diệu. Và ở trong những cái sự thật cao siêu vi diệu đó thì hình ảnh của một bậc đạo sư, hình ảnh của bậc đã thắng tất cả ma quân, một bậc đã siêu xuất tam giới, một bậc không còn hệ lụy, không còn sở y, ở trong đời không còn tạo các cái chúng ta gọi là nghiệp hữu, không còn có tạo tác nữa, thì đúng là một bậc gọi là nhất thiết sứ bất bại, là một bậc toàn thắng ma quân. Và trong cái lời kinh mà chúng ta học ngày hôm nay, thưa quý vị, có thể là chúng ta không có cảm nhận trọn vẹn về ý nghĩa của câu nói của bài kệ mà vị Thánh Ni nói. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra những điều đó, đó là những cái minh họa về cảnh giới giải thoát của Đức Phật. Mà vị Phật này là Phật toàn giác. Và chúng tôi nhắc đi nhắc lại là chỉ nhất thiết hay chỉ sắp bá, hay là cùng khắp toàn thể đó. Thì nói đến cái chỉ sắp bá này, đúng cái nghĩa nguyên nguyên đó, thì chỉ áp dụng cho một vị Phật toàn giác, một vị chánh biến tri, một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Anuttaro Bodhisattva Sanyasi, một vị vô thượng địa ngự. Ngài chưa hề có một cái sự thất bại nào trước cái ma quân, trước nghịch trước. Nên thưa quý Phật tử, đôi khi có những bài kinh chúng ta cần thỉnh thoảng đọc lại, thỉnh thoảng chiêm nghiệm để tìm thấy ở đó những gợi ý rất là lợi lạc cho đời sống tu học của mình. Rồi mỗi chúng ta có thể sẽ không vào rừng sâu sống một mình, nhưng mà rồi chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh. Và cho dù nằm ở trong bệnh viện, hay là trong phòng riêng của mình, hay ở đâu đó, chúng ta vẫn cô đơn. Và có những giờ phút đối diện với tử thần ma, đối diện với phiền não ma, thì chúng ta vẫn là ta mà thôi. Ta vẫn đối diện một mình. Và trong cái một mình cô đơn đó, thì chúng ta phải có đủ cái năng lực. Và mong rằng những cái ý nghĩa của lời kinh như ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta trở về với một cái tâm thái thật sự vững chãi, thật sự bình an và thật sự sáng suốt, nhờ vào những gì mà cổ đức đã đi qua và đã để lại. Chúng ta nên thầm biết ơn Tôn giả Ananda và chư vị Asale khi kết tập đã gìn giữ lại những cái bài kệ này, những câu chuyện này, những giai thoại này, để chúng ta đời sau này được hưởng. Và nếu ở trong một cái nhìn nào đó mà nhìn đúng nghĩa, đúng mức, thì những bài kinh này mang cho chúng ta những lợi lạc vô cùng to lớn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp Phổ Thông, và chúng tôi là vị giảng sư đảm trách của môn học này. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rum thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi dịch biên soạn cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và chúng con một lần nữa thành kính lãnh lễ tri ân Ngài và cảm ơn Đạo Tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu, và con kính tri ân Sư. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật.
để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bảo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Sao có vị cho Như Pháp biết là không nghe? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt và con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Thank you.
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt, ta xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha. Yeah.